Thì vợ Tú lái được coi chút đi. Đứng rồi nghe, tập chút xíu là lái được rồi đó coi chút chị ơi. Nhìn ở dưới cái mặt nước ở cả nhà là không thấy sóng nha, nhưng mà mình chạy, cứ lúc mình chạy là nó sẽ có sóng. Ê, làm kia con cá nè, nói kìa. Ê, tao mất tiêu rồi, kìa. Trở lại. Được không? Hai con lượt luôn ở nhà. Khoan. Ê, trời ơi. Ôi, cả nhà ba con lượt. Lấy cái vợt. Trinh xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật vui vẻ và luôn bình an trong cuộc sống. Nay thì Trinh với anh Tú sẽ khai trương món quà của cô với chú. Hy vọng của Trinh với anh Tú thì đi ra sông lớn. Mà sông lớn thì cấp này nước mặn ở cả nhà, nên là người ta đắp đập rồi. Giờ Trinh với anh Tú phải chịu khó chạy qua cái đập đó, xong rồi phải ghinh chiếc xuồng qua cái lỗ xe nữa mới qua được cái sông lớn. Nên là Trinh với anh Tú chuẩn bị để đi ra sông lớn. Đây thì anh Tú đang coi lại cái máy để chuẩn bị chạy. Anh ơi, Tú xin chào cả nhà. Hôm nay thì Trinh với anh Tú đi ra sông lớn, thì anh có cái dụng cụ gì để đi săn bắt với anh? Dạ. Cái đó là lưỡi câu nha. Câu thả. Hồi tối anh thức tới, anh Tú thức tới 12 giờ để quấn cái lưỡi câu cho nó hoàn thành. Đặng hôm nay Trinh với anh Tú sẽ đi thả câu ở sông lớn. Với Tú heo đem theo 12 cái giớn. Hôm nay thì giống như là ở miền Tây thì có người gọi là cái giớn, cũng có người gọi là cái lú. Ở chỗ Trinh thì kêu cái lú, nhưng chỗ anh Tú thì kêu bằng cái giớn. Cho nên Trinh hay gọi là cái giớn để theo cho anh Tú hiểu hơn. Đây là cái giớn. Với anh Tú có làm cái đồ vớt cá, cái nhà cái vợt á. Thì hôm nay anh Tú đem theo cái vợt với cái giớn với lưỡi câu. Ủa anh bắt mồi bằng gì? Trùng với dế với cám mà. Cám với thức ăn trộn vô cô chú anh chị. Anh, bây giờ Tú khai trương giật cái máy thử chạy và mình ghim xuống xuồng luôn nha. Anh Tú có dế, anh Tú hồi tối anh Tú bắt được mấy con dế với trùng. Khai trương thấy em coi nhảy không? Dế với trùng. Mới mà anh nhảy được. Mới mà phải nhảy rồi. Giờ thì anh Tú cũng sẽ chuẩn bị đi. Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của hai vợ chồng Tú Trinh luôn nha. Tú mời cả nhà đi săn bắt với Tú luôn nha. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi ra sông lớn. Giờ thì Trinh với anh Tú chuẩn bị đồ ra tới bến rồi cả nhà. Giờ thì dắt đem xuống xuồng đặng mình đi. Đây thì anh Tú sẽ gắn cái máy vô luôn. Giờ thì Trinh với anh Tú cũng đã chuẩn bị xong, giờ chuẩn bị rời bến để đi săn bắt. Trinh cũng mời cả nhà cùng xem video luôn nha. Đây thì bây giờ Trinh với anh Tú sẽ đi ra cái sông lớn. Trước khi ra sông lớn thì mình phải qua cái sông nhỏ. Trinh với anh Tú định sẽ đi qua cái cống, nhưng
và giờ thì chị dắt anh Tú đi lên trên cái chừng tiền, đi cái đường chừng tiền thế nè. Thì mọi người nói là cái đường này nước chảy xiết lắm, nhưng mà trên thấy anh Tú thì chạy cũng cứng đó, nên là chị rủ anh Tú đâu đi được, đi thử cái đường chừng tiền. Anh Tú thì chạy ghe cũng cứng rồi thế nè, chỉ có trên biết chạy thôi. Đây thì mọi người nói rằng chỗ này nước xiết nên là không ai dám đi. Chừng anh Tú đi ngang chỗ này thì giờ mình sẽ bơi cho nó xuống cái chỗ dòng xiết, mình cái đi rồi mình hả chạy nữa. Cái chỗ này thì hai chồng chân không có cần phải lên qua bên cái lộ, nhưng mà nó hơi bị xiết thì cái đó nên là Chừng anh Tú thì bơi cho nó ra mấy cái chỗ dòng xiết này. Giờ nước quá chạy chảy luôn cô chú anh chị ơi, chú không có thể nào mà chạy máy được, quá chạy chảy luôn rồi. Cô ra sông lớn em ơi, ra sông lớn thì cô chú anh chị ơi mừng quá. Chú lấy dầm bơi phụ giờ nữa, coi chừng cái đầu em ơi, quắc ra. Quá trời chảy luôn rồi, ra tới sông lớn là chảy rồi nha. Ô, ra sông rồi. Quá trời quá quặn dữ em. Quá trời quặn luôn nè. Hên là Tú mua chiếc vỏ này cô chú anh chị nó đỡ lắc hơn. Rồi ra sông lớn rồi đó, để anh giật máy chảy nha. Ra sông lớn rồi cô chú anh chị ơi. Trình Vinh Tú thấy nước còn chảy quá nên là mình đặt cái vớn trước đi, rồi hồi Trình Vinh Tú sẽ ra thả câu. Đặt vớn xong mình bỏ đi rồi mình thả câu, đặt lúa bỏ đại đi rồi mình đi thả câu. Tú xuống kia là cái đặt. Giờ thì anh Tú đặt cái vớn theo con nước cái nha. Thì giờ anh Tú đặt là nước gồng, nước chảy ra, nhưng mà anh Tú quay cái miệng ra để ngồi nước lớn nó chạy ngược cái vô. Anh Tú hy vọng chạy ngược kia vô có tôm gì đó nên là anh Tú mới đặt quay cái miệng cho ra. Anh Tú đặt ở đây để ngồi nữa, cái nước lớn á nó chạy ngược chạy vô á là có tôm, mà xong nó sẽ chạy vô. Trinh với anh Tú thì sẽ đi thả câu. Đây thì giờ chỗ Trinh vừa nước dữ lắm luôn, vừa nước đâu có ai đi đốn đâu. Cái đập này thì ở bên trong á rộng lớn lắm đó nha. Giờ thì anh Tú sẽ móc mồi dế. Thả mồi dế chứ anh Tú? Mồi dế, mồi chùm, mồi cá, mồi nước vậy. Móc mồi dế. Đây thì giờ nước lớn nữa nha. Nước lớn thì là ghe xuồng chạy, ghe lớn chạy nhiều lắm.
đứng cái chưa chảy mạnh không, nên là Tú sẽ móc cái mồi vô, móc mồi vô lưỡi. Cái mồi cám Tú thả đủ thứ mồi Tú luôn. Giờ thì nước cũng lớn rồi, nên Tú phải lội lên cái bục bè này, cái xuống lá này mới qua được cái gạch thì nãy đặt. Bây giờ nước ngập mênh mông rồi, nó lội được. Đây để Chinh quên kia, Chinh quay cho cả nhà xem nha. Giờ thịnh Tú đang lòn lòn buồn mấy cái cây về nước để qua bên kia dỡ cái giớn. Giờ Chinh cũng đi qua tới chỗ Tú rồi nè. Tú thì lội xuống dưới kia đằng nhiên dỡ cái giớn. Hồi nãy đặt thì nước cạn queo rồi nha, giờ nước lớn rồi. Giờ quá sâu rồi. Giờ quá giờ sâu, bây giờ mũi chích. Hồi nãy là không có ngập ha, giờ ngập hết trơn luôn nè. Ngập cái giớn luôn cả nhà. Hút đầu Tú luôn á. Hút cái giớn luôn à. Ui da, mũi chích quá vậy. Hồi nãy thì Tú nãy quay cho cô chú anh chị xem thì nó cạn bây giờ là lúc đầu á. Hồi nãy thì cạn queo rồi, giờ thì lúc đầu rồi. Sao thấy im gu anh? Ui. Có không? Có không? Có. Có. Có tôm, có tôm rồi cả nhà. Có tôm rồi. Chị thấy con tôm, chị thấy con tôm. Cái gì anh? Quá. Wow. Ủa cả nhà kìa, thấy mê luôn kìa, thấy mê luôn. Tú lộ qua ngàn lúc đầu của Tú kìa. Để anh Tú lộ qua cho cả nhà xem. Đây là hình quả của anh Tú đây. Anh Tú đã gây lên bờ cho mình. Ủa, xem. Ủa dính được tôm luôn. Để dưới kia thì cả nhà không thấy được. Đây, chị thấy ốc len len rồi cả nhà. Quá trời luôn, dễ bắt. Ốc len len là dễ bắt lắm, nhưng mà ăn cũng rất là ngon luôn nha. Ủa nha. Ừ. Cái ngựa quá bự luôn nha. Đây, hành quả này thì cũng đủ ăn rồi đó cả nhà. Thôi, nước thì lớn mênh mông rồi nè. Tú mời cả nhà đi hâm câu với Tú luôn. Giờ thì vợ Tú lái được coi chút chị. Chẩn rồi nha, tập cứ chút xíu là lái được rồi đó coi chú chị ơi. Mới chạy lần đầu thì để quanh đây vô em vô trong nghỉ nhẹ thôi. Đúng rồi, nhẹ thôi. Mới chạy thì Tú để ra nhỏ không dám chạy ra lớn, vì là nhỏ lắm rồi cô chú chị. Bẻ vô gì đó em cứ bẻ qua bẻ lại là được, ok gì nè, qua gì nè gì đó thì là ok đó, vậy là được đó em, quá xuất sắc rồi. Chinh biết chạy nhưng mà chạy chậm chậm thì được, chạy nhanh quá sợ. Chinh với anh Tú sẽ dỡ câu. Hôm nay thì sông gió hơi lớn ở nhà nên là không biết có dính gì không nữa. Rồi anh Tú dỡ nãy giờ thấy chết quớt rồi cả nhà. Dính lá dính gì không à, xa đằng kia thấy cũng chết quớt rồi. Rồi hai chồng chính nay là ăn muối rồi, vui mắng là ăn muối rồi. Giờ nãy đặt cái cái gì anh, cái gì vậy con, lấy cái đồ giật, cái giật lẹ lên. Ê đằng kia con cá nè, nói kìa. Ê đâu mất tiêu rồi, kìa chết rồi được không được. Hai con lượt luôn cả nhà. Ê khoan ê trời ơi, ủa cả nhà ba con lượt. Ba con luôn chứ gì, anh Tú văng ba con, hai con cá ngát dương cá lên cái gì anh quên rồi. Cái rảnh không bự ha. Ê anh đằng kia còn con cá nữa. Có con cá gì vậy? Lấy cái giật. Đấy. Vô rồi. Vô rồi. Cá không bự rồi cả nhà. Cái ngát cũng nhỏ à. Đừng giỡn đằng kia nó chừng dính nữa cái lo chạy nữa đó. Ôi. Giờ anh Tú sẽ gỡ ra. Đảo quá con chị ơi. Anh bẻ ra cái ngát luôn anh ơi, bẻ ra luôn nha. Ừ. Cái gì nhảy rớt mương không? Rớt xong chứ không rớt mương. Rồi xuống đây nè, cho khoan nó luôn đi. Bỏ vô khoan đi. Bỏ vô khoan cho nó sống. Ừ, cái này nó đâm cái là nhất. Nó đâm à? Đẻ cái gai nó anh ơi. Em có lấy cái dao thôi đó. Lấy dao chặt cái gai đó đi anh.
chặt cái gai đi để nó ấy như đau lắm. Ừ, chặt bỏ cái gai đi. Anh chặt cái gai trên đầu nó được rồi. Rồi, chặt cái gai rồi. Tại vì sợ nó đâm á. Nhất cái là đau. Đau cái là nhất cái là đau. Rồi. Còn cả út nữa. Cả út. Để đâm thấy không? Trên nó đâm mà. Mà điều cả út thì là do mình trúng thôi chứ không phải nó đâm. Cả út không có đâm đâu. Cái lưỡi câu kìa anh để đàng hoàng để đâm nó dính cho mình anh kìa. Gỡ mấy cái nó bỏ luôn anh, dướng lá. Cái dảnh không bự anh ha. Phải dính cái dảnh bự về kho lạc ăn. Cái dảnh này hơi nhỏ. Còn tuốt tới mị đằng cây bận cả nhà. Để coi còn gì không nhà, còn con cá nào. Sóng gió quá là sao nữa. Ôi, con gấu nè. Gấu. Đừng con gấu rồi cả nhà. Đừng con gấu nữa là cả nhà. Này coi, anh Tú cắm câu toàn là dính cá út chứ cá chốt chứ không. Giống như người ta câu dính cá chốt vậy cả nhà, anh Tú câu dính cá út. Có cá là được rồi. Có cá là mừng rồi. Nước lớn này hay có cá út không anh? Này xa xa này kia là có dính đây thì tới kia bằng đằng kia là mới hết. Đây một cái mía kia cả mía. Đây một con cá ngát lắm. Đây thì thành quả của hai chồng trên này cả nhà. Đang để cho nó mới sống. Đây thành quả của Trinh Vinh Tú. Đây thì đủ gia đình ăn cả nhà. Lần đầu tiên Trinh Vinh Tú hay chưa đi sông lớn nên là nhiều là cũng mừng anh ha. Nay thì Trinh Vinh Tú chỉ là đi vợt hơn ở nhà, đi vợt để cho quen máy với quen xuồng á, nên là săn bắt cũng không được nhiều lắm. Giờ thì Trinh Vinh Tú đi về quá trời lớn luôn, nước lớn rồi ha, nước bây giờ đầy sông luôn ở nhà, nước đầy sông luôn á, sông Trinh lớn lắm á. Thì vợ Tú ngừng cái bằng để hái bằng. Hái bằng nhưng mà trên bên hái dần dần có ông bằng không. Đây này cái nhà. Cái bằng thì gần bé tay lắm, mình dễ bẻ lắm. Bằng này thì hai bé nhìn trên đất ăn hai cắn muối á. Quá trời trái luôn. Cái này là còn bự lắm luôn. Nhờ có chiếc xuồng cái mình mới được hái trái bằng vậy. Em nắm tay nghĩ là để trôi. Ôi 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 em trái bằng trái bả luôn kìa. Trên đó kìa. Quá trời luôn. Ôi hết hồn chứ bằng luôn. Không bằng phải không? Quay ra bây ra bây ra. Em bên đây nè. Ừ chứ bằng hết hồn luôn đó.
cho nó thơm, có mình đổ mắm vô. Nước mắm thì Trinh lừa rồi nè, Trinh bỏ nước mắm vô. Cá này thì Trinh bỏ đường với bột ngọt luôn. Tại mắm thì nó có chất mặn hả? Nó mặn sẵn hơn hồi mình nêm lại, nếu mà chưa vừa thì mình bỏ thêm tí xíu hạt nêm nữa. Cái này tôm với tép nè, tôm với tép thì Trinh mặn rồi nha. Cái này bột ngọt với Trinh bỏ vô xíu muối. Này Trinh rang lại luôn, rang mặn luôn. Giờ tôm với tép thì Trinh cũng rang luôn. Bây giờ mẹ cũng hơi đau bao tử đó, nên là ít ăn mắm đó. Rang tép cho mẹ luôn. Mắm thì Trinh kho rồi nè, giờ Trinh sẽ múc ra cái nồi. Mắm kho rồi, giờ mình múc ra nồi để ăn luôn. Trinh bỏ nguyên cộng nguyên cái xả luôn. Bữa ăn gia đình Tú Trinh thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Hôm nay thì gia đình Tú thì nấu lẩu mắm. Con mời mẹ ăn cơm, Tú mời cả nhà ăn cơm luôn. Mời mẹ dùng cơm. Xin mời cả nhà dùng cơm gia đình Tú Trinh luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Con mời bà ngoại, con mời ba, con mời mẹ, con mời bà cô chú ăn cơm. Ừ, ăn cơm đi con. Ba, con mời ba, con mời mẹ, con mời chú ăn cơm. Ừ, ăn đi cơm đi con. Có tép gan nữa mẹ. Ừ. Tép với tôm gan, gan mặn. Để xin lấy rau muống. Rau muống anh Tú trồng hơi ốm. Không điên điển. Này cùi nèo nè, bỏ vô luôn. Ừ, nó giòn như gạo gạo luôn nha. Mới bẻ về, mới hái về cho nó giòn chứ. Nó ngon giòn. Ừ. Này bông súng cho anh Tú hái ngoài vườn cha quá hả? Ừ, ngoài vườn của cha, tuốt ngoài sau á, sau mương á. Lên một bụi trà bá rồi đó. Bông súng dễ trồng nè. Ừ, nó còn ngủ lên rồi. Con cá này không xương nè thôi. Cá út cũng đâu có xương con ăn. Út có út gấp lại đi. Gấp nguyên con. Đi. Nguyên con út là con phải ăn nguyên con. Ừ. Này nè lấy coi. Lấy chén vô. Tự nhiên cấu còn lấy nguyên con này con. Để cái đầu lại hồi cho mẹ. Ngon nhẹ. Bông điên điển nha, ngon nha. Bông điên điển. Để lấy cho mẹ con cấu. Nè mẹ cấu. Xương bỏ dĩa nè con. Bỏ dĩa bên đây. Cấu còn ăn nguyên con thì nó ngon. Đây có dĩa không? Để chưa? Có nè mẹ. Mẹ có nhát nè. Mình thử miếng cái nhát. Xin mời cả nhà nha. Nóng. Ừ, chú mời cả nhà ăn cơm. Bông mắm này có bông liên liễu rồi. Nó chảy đi nè. Bông súng này cũng ngon nè. Có bông súng. Súng chấm mắm, súng chấm mắm ngon. Ngon muốn cũng ngon, mẹ ngon muốn mới nè. Ngon. Bỏ muối đi. Muốn anh Tú mới về trồng cái nó mới vừa lên mà không muốn nặng nó ngon. Gặp là ốm. Ốm. Nhưng con trồng nhằn đậu trên nó không có đủ nắng vô, nó nhờ mà. Con nó đón rồi, ăn đón ai làm? Đón thứ hai là bà ngoại làm. Bà ngoại làm. Mẹ gan chứ không có tôm hồi tàu. Đó là mẹ gan. Gan gan, tôm gan. Ăn miếng cơm nè. Bà ngoại, ăn đi, ăn đi. Mình cá út quá thì mình ăn nguyên con nhà cả nhà nó ngon thôi. Xin mời cả nhà nha. Đúng rồi, cả nhà ăn con cá út luôn. Thử phải là muốn. Tốt béo không? Ừ. Thơm. Béo. Còn gốc nữa nè. Cá muốn thì mình bẻ đâu nè. Ba chồng đó con. Ba chồng đó chỗ ba chồng. Ba chồng hổng con ra đó là dễ lên bự rồi đó. Thôi. Quay quay nè. Đừng vô mùa thi ở nhà nên là học bài cái đâu có lo hơn, đâu có ra đây nên là không hay ba chồng nó muốn lên nè, mà điều mới vừa lên nè. Thằng quay quay ba chồng có ăn phải không? Dưa à. Dưa leo, dưa leo, dưa leo ở ngoài ngoại bẻ ăn được rồi đó. Leo trồng cái nào cho nó chà má. Mà tháng thấy ngoại cầm ba đứa dưa leo. Cái muốn gì cho nó ăn? Nó thường ăn rau để ăn vải.
con súng này bỏ vô cái mình lấy ra được rồi, súng nhúng vô ăn được rồi. Con người phái ăn được nè, người phái này người phái kia mới hết được cái dĩa rau nè. Bữa ăn gia đình Tú Trinh thì cũng đã kết thúc. Trinh cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Trinh mến chúc cả nhà lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Trinh hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha. Tôi xin chào cả nhà. Con chào, mời cô chú.